Cô chào các con, chào mừng các con đã đến với kênh Hoàng Gia Studio. Đây là kênh đọc sách, truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu nhi. Cô rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong buổi đọc thơ lần này. Hôm nay chúng mình sẽ học thêm một bài đồng dao mới có tên là Úp lá khoai. Đây là bài đồng dao gắn liền với một trò chơi thú vị dành cho các bé. Các con cùng chăm chú lắng nghe cô đọc thơ nhé. Bài đồng dao úp lá khoai. Úp lá khoai, 12 trong chóng. Đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt. Thụt ra thụt vô, thụt nhầm bụi chuối. Bài đồng dao úp lá khoai. Úp lá khoai, 12 trong chóng. Đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt. Thụt ra thụt vô, thụt nhầm bụi chuối. Cảm ơn các con đã chăm chú lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những video lần sau. Các con hãy nhớ ấn nút like và bấm nút đăng ký kênh Hoàng Gia Studio để theo dõi các video kể chuyện, đọc thơ thật hay nữa nhé. Chào tạm biệt các con. Bye bye!